山水有川有石闹，世间无常笑，世间熙攘添烦恼，人海浪滔滔。为情折腰，为爱发烧，心路比天高，与你暮暮朝朝在江湖桥。Cuộc thi Kim Mã Tiên của Thảo Nguyên Khoa Nhĩ Thấm xin được bắt đầu. Hay, hay quá, hay, hay, hay quá. Thập Tứ Gia. Muội làm gì thế? Thả ta ra. Đừng có gào nữa. Huynh cứ chờ mà lấy Kim Mã Tiên đi. Thả ta ra, nghe thấy chưa? Hay, hay quá. Hay. Tay đua ngựa vào chỗ. Nặc Mẫn à, cô nghĩ người giành được Kim Mã Tiên năm nay sẽ là ai? Nhất định là Sắc Lạc Mạc. Cô chắc chắn vậy sao? Những nam nhi cử ngựa xuất sắc nhất Thảo Nguyên này đều đang có mặt, ai nấy đều không đơn giản. Vì ta hứa với chàng, nếu có Kim Mã Tiên làm sính lễ, ta sẽ gả cho chàng. Chàng nhất định sẽ thắng được cuộc thi. Thật sao? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Sắc Lạc Mạc đâu? Tay đua chuẩn bị. Mọi người nhìn kìa, Sắc Lạc Mạc ở đâu? Sắc Lạc Mạc đến rồi kìa. Kia kìa, là Sắc Lạc Mạc đó. Là cậu ấy thật sao? Là cậu ấy thật rồi. Hay quá, hay. Kỹ thuật cưỡi của người rất là tốt. Chuẩn bị. Bắt đầu. Hay, hay quá. Hay, hay. Hay quá, hay, hay lắm.
mọi người xem, sao ngựa dừng hết vậy chứ? Hay, hay quá. Xin lỗi nha. Chủ nhân của kim mã tiên kỳ này của Thảo Nguyên ta đã ra đời. Đó chính là sắc lạc mạc của Khoa Nhĩ Thấm. Hay, hay quá. Giành được kim mã tiên rồi. Hay, hay quá. Hay, hay, hay quá. Hay, tuyệt quá. Hay quá. Hay, kim mã tiên này là sính lễ sắc lạc mạc tặng cho đệ nhất mỹ nữ của Khoa Nhĩ Thấm, Nặc Mẫn. Hay, hay quá. Sắc lạc mạc, sắc lạc mạc, sắc lạc mạc, sắc lạc mạc. Cho qua nhờ, cho qua. Sắc lạc mạc, sắc lạc mạc, ta ở đây. Sắc lạc mạc, ta ở đây. Sắc lạc mạc à, sắc lạc mạc. Vị tiểu huynh đệ này, có chuyện này muốn thỉnh giáo huynh. Không biết, không rảnh. Chủ tử, thập tứ gia vừa đến Khoa Nhĩ Thấm đã tham gia cuộc thi đua ngựa ở Mông Cổ. Xem ra ngày ấy tuổi trẻ ham chơi, hoàn toàn không có ý định tìm kiếm kỳ tuấn mã. Ham chơi, ngươi xem nhẹ hắn quá rồi đó, cũng chẳng thấu hiểu lòng người. Xin chủ tử chỉ điểm. Đại hội đua ngựa đó, cao thủ thuần ngựa hội tụ, nếu được cao nhân trợ giúp thì tìm kỳ tuấn mã sẽ dễ hơn gấp bội. Thập tứ đệ vì muốn lấy lòng phụ hãn, tranh đoạt hãn vị, quả thực đã dốc hết tâm tư. Ba hải, ngươi phải nhớ, nhất định phải có được kỳ tướng mã trước đa nhĩ cổn. Nếu hắn tìm được cao thủ thuần ngựa, vị cao nhân đó nhất định phải làm việc cho chúng ta. Dân ta không tin có nam nhân nào không muốn làm đại hãn chứ. Còn không mau cảm ơn muội đi. Có cái này rồi là Nặc Mẫn sẽ gả cho huynh. Huynh đi đâu thế? Trả lại. Thứ gì không thuộc về ta, ta không lấy. Sắc lạc mạc à? Ca ca, ca ca, huynh nghĩ kỹ xem. Chỉ khi huynh có được cây mã tiên thì Nặc Mẫn mới bằng lòng gả cho huynh. Tuy thuộc cưỡi ngựa của huynh cũng thuộc hàng đầu ở Khoa Nhĩ Thấm này, nhưng huynh cũng không thể chắc chắn lấy được hết cây mã tiên trong khắp Mông Cổ. Không lẽ huynh không muốn lấy Nặc Mẫn? Nặc Mẫn là nữ nhân ta yêu thương nhất, tất nhiên phải lấy nàng ấy làm vợ, nhưng không thể giở trò thủ đoạn. Đồ cứng đầu. Đưa ta đi. Không được. Tại sao? Xin lỗi, Nặc Mẫn à, ta không thể dối nàng chuyện này. Hôm nay người tham gia cuộc thi đua ngựa không phải là ta, đó là Tô Mạc Nhi. Người nàng phải gả là tay ngựa giỏi nhất Thảo Nguyên Mông Cổ này. Ta phải dùng thực lực của mình lấy được kim mã tiên,
Như vậy mới xứng với kỳ vọng của nàng, mới xứng với nàng được. Sắc Lạc Mạc à, Tô Mạc Nhi đến trường đua ngựa quậy một hồi, người của Khoa Nhĩ Thấm này đều biết Sắc Lạc Mạc chàng muốn lấy ta. Nếu bây giờ chàng đem Kim Mã Tiên trả về thì thể diện của ta sẽ mất sạch đó. Người chính là chủ nhân Kim Mã Tiên Sắc Lạc Mạc sao? Các người định làm gì? Bắt lấy, chạy mau. Sắc Lạc Mạc, đứng yên, đứng yên đó, yên. Tô Mạc Nhi, Tô Mạc Nhi, Mạc Mẫn, Sắc Lạc Mạc, Sắc Lạc Mạc, Sắc Lạc Mạc làm sao? Bị bắt đi rồi. Sắc Lạc Mạc bị ai bắt đi chứ? Ta không biết, mặt lạ lắm. Có lẽ là người dùng ngoài, vừa đến đã chỉ đích danh đòi Kim Mã Tiên, Sắc Lạc Mạc. Tô Mạc Nhi à, lúc nãy cô đua ngựa có phải đã đắc tội với người nào không? Ta lo Sắc Lạc Mạc có chuyện đó. Có chuyện này muốn thỉnh giáo huynh. Ta biết là ai rồi. Lạc Mẫn à, cô đừng nôn nóng. Ta nhất định sẽ giúp cô tìm Sắc Lạc Mạc về. Người ở đây sao? Định chạy. Thập Tứ Gia, cẩn thận. Thập Tứ Gia, Thập Tứ Gia, chạy đi đâu? Buông ra, buông ra. Có ai buông như thế không? Muốn ta ngã chết sao? Loại người như ngươi, muốn thắng mà không có bản lĩnh, thua thì lại không cam lòng, lén lút dở trò, còn gì là anh hùng hảo hán chứ? Thả ca ca của ta ra. Ca ca của huynh, ca ca huynh là ai? Các ngươi là ai? Các ngươi định làm gì đây? Muốn sống, ngươi chỉ cần nhớ lấy một điểm là đủ, giúp chúng ta tìm ra Kỳ Tuấn Mã. Nếu thật sự tìm ra Kỳ Tuấn Mã, ta cam đoan ngươi vinh hoa phú quý nửa đời sau. Còn nếu không tìm được, tìm Kỳ Tuấn Mã. Các người tìm nhầm người rồi. Ngươi là cao thủ thuần ngựa, nếu ngươi không tìm được thì còn ai tìm được chứ? Chỉ là muốn tìm Kỳ Tuấn Mã chứ gì? Đối với ta chỉ là chuyện giặt thôi. Không nói sớm, hà tất phải lao sư động chúng như thế? Nào, mau cởi trói đi, ta sẽ dẫn các người đi tìm. Ngay ra làm gì? Mau cởi trói ra đi. Như vậy thì ta tìm làm sao đây? Hả?
Lui về sau, lui đi, mau lui đi. Tìm một con ngựa cho ta. Mau đi đi. Có người tận mắt nhìn thấy người của người bắt quân của ta. Mau thả quân của ta ra. Thả quân ta ra. Thả cô ấy ra. Nhưng cô ta làm kinh sợ ngựa của chúng ta, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta. To đầu mà bắt nạt người khác. Trác Khắc Đan, thả cô ấy ra. Sắc Lạc Mạc huynh đệ, chúng ta không có ác ý, thật không dám giấu. Chúng ta đều tới từ Đạt Kim Quốc vì A Mã ta bị bệnh nặng. Tác Mạn Pháp Sư nói chỉ có tìm được Kỳ Tuấn Mã mới có thể cứu A Mã của ta. Cho nên ta muốn nhờ cô giúp, giúp ta tìm Kỳ Tuấn Mã, cứu A Mã của ta. Vậy thì ta giúp người tìm Kỳ Tuấn Mã, người có thể thả huynh ấy ra không? Huynh cô sao? Cô luôn miệng nói người của chúng ta bắt ca ca của cô. Được thôi, người của ta đều ở đây. Cô quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc ai đã bắt ca ca của cô. Dù không phải là người ở đây, chắc chắn cũng là đồng bọn của ngươi. Ngươi đừng hòng trốn tránh. Làm gì thế? Làm sao đây đại nhân? Là Đa Nhĩ Cổn. Đừng xung đột với Đa Nhĩ Cổn. Chúng ta rút lui trước, tìm cơ hội ra tay sau. Dân đại nhân, rút. Thả mùi ấy ra. Ca ca, tránh ra nào. Mau, lên ngựa đi. Đuổi theo. Thập tứ gia, bỏ đi. Để họ đi đi. Đừng so đo với cô nương đó. Cô nương sao? Huynh à, sao huynh thoát ra được? Ta bắt tên cầm đầu của chúng, ép chúng thả ta ra. Tên cầm đầu sao? Không phải là người vừa rồi sao? Không phải. Ta chưa từng gặp tên vừa rồi. Nói đi nói lại, đám đại nam nhân đó làm khó một nữ tử như mùi làm gì? Đợi chút, huynh à, huynh nói xem huynh không quen đám người đó sao? Hỏng rồi, ta nhầm rồi, ta phải mau quay lại. Mùi làm gì thế? Ta tưởng đám người đó bắt huynh, chạy tới cãi nhau với họ, còn lý luận một hồi, làm ngựa của họ kinh sợ. Ta trách nhầm người ta rồi, ta phải đi xin lỗi người ta. Không được đâu. Hôm nay thật quá kỳ lạ. Đột nhiên có một đám người kỳ lạ từ xa tới muốn bắt muội. Còn hung dữ ác độc. Muội đó, mau theo ta về nhà ngoan ngoãn. Ở nhà đi nào. Huynh à, chuyện này nghe lời đi. Huynh thả ta ra đi. Huynh à. Thời gian không còn nhiều. Nếu trong vòng 3 ngày không tìm được Kỳ Tuấn Mã, không chỉ không giữ được tính mạng, gia tộc Ái Tân Giác La cũng sẽ lại gặp kiếp nạn, cốt nhục tương tàn. Một trận mưa máu sắp đổ xuống cả Đại Kim quốc thổ. Phụ hãn, đại phi, nhi thần đưa thuốc tới cho phụ hãn. Bác A Ca đúng là có lòng, ngày nào cũng thỉnh an đưa thuốc cho đại hãn. Có tấm lòng hiếu thảo này của con, đại hãn được an ủi không ít. Làm nhi thần hầu hạ phụ hãn là bổn phận của con.
huynh đệ của con đâu? Bẩm phụ hoàng, các huynh đệ của con đều đã đi tìm Kỳ Tuấn Mã rồi. Sao con không đi? Nhi thần cho rằng, với sự thông minh tài trí của các huynh đệ, tìm một con Kỳ Tuấn Mã không phải việc khó. Nhi thần chỉ cần ở bên cạnh phụ hoàng là đã mãn nguyện rồi. Các con đều là con ngoan của trẫm. Ta hy vọng các con mãi mãi là huynh đệ tốt, dân phụ hoàng. Nhi thần nhất định sẽ nghe theo lời dạy của người, đồng tâm hiệp lực với lại các huynh đệ, tận hiếu với phụ hoàng, tận trung với phụ hoàng. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tên tiểu tử đại kim đó nói là muốn trị bệnh cho a mã của hắn, mới cần tìm Kỳ Tuấn Mã. Nhưng ta đã hiểu lầm hắn, hại hắn không tìm thấy. Không được, ta không được để người khoa nhĩ thấm mất mặt. Ta phải giúp cho hắn. Cẩn thận một chút, đừng làm nó bị thương. Đuổi theo, mau đuổi theo, mau lên. Sao lại là cô? Tuy ta không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì, nhưng cô không cần năm lần bảy lượt tới làm loạn như thế. Ta biết ta đã trách nhầm ngươi rồi. Ta tới giúp ngươi mà. Con ngựa vừa rồi vốn không phải là Kỳ Tuấn Mã đâu, có phải không? Không phải là Kỳ Tuấn Mã sao? Ngươi tìm Kỳ Tuấn Mã thật sự là vì trị bệnh cho a mã ngươi sao? Thác Mãn pháp sư đã nói Kỳ Tuấn Mã là dạng vật chi linh, chỉ có thể tìm ra Kỳ Tuấn Mã mới có thể chữa bệnh cho a mã tốt lên. Bây giờ ta không còn cách nào khác nữa. Được thôi, nể tấm lòng hiếu thảo của ngươi, ta giúp cho ngươi. Cô giúp ta sao? Tuy ai cũng biết chuyện về Kỳ Tuấn Mã, nhưng cả khoa nhĩ thống, người có thể tìm được Kỳ Tuấn Mã ngoài sắc lạc mạc ta ra thì không còn ai khác. Thật sao? Ngươi không tin sao? Không đâu, ta tin. Vẫn chưa tìm thấy Tô Mạc Nhi sao? Có tin tức của nó chưa? Đã một đêm rồi, rốt cuộc nó đã đi đâu chứ? Đều tại phụ thân của con. Sao lại trách ta? Tại ông hết đó. Ông cả ngày chỉ dạy con gái cưỡi ngựa đi săn, cuối cùng còn đưa ngựa địch cho nó, khiến cho Tô Mạc Nhi chẳng giống nữ nhân gì hết. Ngự địch là thần vật tổ truyền của nhà ta, chỉ có Tô Mạc Nhi có thể khống chế được. Đó là thiên phú ông trời ban cho nó. Ta nói cho ông biết, nếu lần này con gái có mệnh hệ gì, ông không xong với ta đâu. Bà, vì sao cô không cho ta dẫn theo thuộc hạ? Đông người thì có nhiều sức mạnh, nhiều con mắt, chưa biết chừng sẽ nhanh chóng tìm ra Kỳ Tuấn Mã đó. Ngươi hiểu cái gì? Hoa nhị thắng ta có một bài hát, chắc chắn ngươi chưa từng nghe qua. Bài hát gì? Kỳ Tuấn Mã trắng như tuyết, lông tơ màu hoàng kim, nó mãi mãi nhìn thấy ngươi, ngươi lại mãi mãi không tìm được nó. Ý nó là gì thế? Ý của nó chính là tai của Kỳ Tuấn Mã cực kỳ thính, chỉ cần chút động tĩnh nhỏ nó cũng sẽ bị dọa cho chạy mất. Càng huống hồ là một đoàn người các ngươi cùng đi qua như thế, dù có tìm 3 năm cũng không tìm được đâu.
Nói cũng có chút đạo lý đó chứ. Nhưng bọn ta đã tìm cả ngày rồi mà đến bóng của Kỳ Tuấn Mã cũng không tìm thấy, làm ta coi ngươi là cao thủ của Khoa Nhĩ Thấm thật. Ta chính là cao thủ mà. Ngươi không phải, ta phải. Ngươi căn bản không phải, ta phải. Cao thủ thật sự là nó, cây sáo của ngươi. Thôi được, ngươi là cao thủ, ngươi thổi đi. Được rồi, trả lại cho ta. Đây không phải là sáo gì đâu, đây là bảo bối truyền gia của nhà ta, ngự địch. Ngự địch. Các đời của nhà ta chỉ có ba người có thể thổi được nó thôi. Ta là người thứ ba, nghe cho rõ đây. Thế nào? Gì thế? Kỳ Tuấn Mã. Đợi ta với. Đợi ta. Cẩn thận đó. Xin lỗi. Kỳ quá. Ngươi vừa thổi cái ngự địch này là có thể thuần phục được con ngựa này sao? Ngươi sai rồi. Kỳ Tuấn Mã là thần vật, nó sẽ không bị thuần phục đâu. Ta chỉ đang dụng tâm nói cho nó biết chúng ta là bạn của nó thôi. Chúng ta căn bản sẽ không hại nó. Bây giờ nó có thể hiểu được tâm ý của chúng ta, nguyện ý giúp đỡ chúng ta rồi. Lên ngựa đi. Bám chắc đó. Nơi này đẹp quá.
Nơi này đẹp quá. Ở đây đẹp như là tiên cảnh vậy đó. Tại sao Kỳ Tuấn Mã lại đưa chúng ta đến đây? Ta cũng không biết. Nhưng mà ta tin rằng đây nhất định là sự chỉ dẫn của ông trời. Sự chỉ dẫn của ông trời. Mau nhìn kìa, sao trên trời đang bay kìa. Đó không phải là sao, đó là đơm đớm. Sâu. Sâu đơm đớm. Hồi nhỏ, cha của ta đã kể cho ta nghe một chuyện. Tinh quân trên trời lén lút hạ phàm, yêu phải một cô gái ở trần gian. Chuyện này khiến cho thiên đình phẫn nộ. Thế là nguyên thần của hắn dở dụng. Nguyên thần dở dụng của hắn đã hóa thành chúng những ngôi sao nhỏ sáng rực đó, ở lại nhân gian bảo vệ người con gái của hắn yêu. Sau khi cô nương đó biết chuyện này, đau lòng đến cùng cực, cũng đi theo hắn luôn. Ai mà ngờ cô nương này cũng hóa thành những ngôi sao nhỏ này, cuối cùng cũng có thể được ở bên cạnh tinh quân mà cô ấy yêu vĩnh viễn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hai người họ sẽ xuất hiện soi sáng chỉ đường cho người làm đường lạc lối. Câu chuyện này đẹp thật đó, mặc dù rất là thê mỹ, nhưng mà cuối cùng tinh quân cũng có thể được ở bên cạnh người mà hắn yêu. Đây cũng coi như là một cái kết viên mãn. Khởi bẩm chủ tử, thuộc hạ vô năng, khiến cao thủ thuần phục ngựa chạy mất rồi. Đa nhị cổn đâu? Thập tứ bối lạc, đuổi hết tùy tùng đi, chỉ vào núi tìm ngựa. Với một thiếu niên bản địa, mau đi theo đa nhị cổn. Một khi nó tìm được Kỳ Tuấn Mã, bất kể ngươi dùng cách gì, ta cũng chỉ cần ngựa. Dân. Bọn họ từng đi qua đây, đi theo ta. Tỉnh lại đi, ngươi mau tỉnh lại đi. Mau đi thôi, đợi đã. Trên người của ta có yêu dọc, mau xuống ngựa đi. Dân. Đi đi, đuổi theo cho ta. Dân, mau lên. Đứng lại đó, đứng lại. Đứng lại đó, bắt lấy bọn chúng. Đừng có chạy. Xin lỗi, đều là do ta không tốt, đã làm liên lụy ngươi. Nhưng ngươi không thể chết cùng ta. Ai nói chúng ta phải chết? Mau nhìn đi, phía dưới là đầm nước. Chỉ cần chúng ta nhảy xuống nước là sẽ không chết đâu. Nhưng cái gì chứ? Ta không biết bơi. Ngươi. Mau lên. Ngươi có tin ta không? Ta có tin không? Ta tin. Nhắm mắt lại đi. Mau lên. Ở trước mặt kìa. Nhảy đi. Tỉnh lại đi, ngươi không thể chết được. Mau tỉnh lại đi.
Ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi tỉnh rồi. Cô nương à, xin lỗi. Sao ngươi lại ngất đi rồi? Tỉnh lại đi. Ngươi tỉnh rồi sao? Để ta đỡ ngươi dậy nha. Ngươi đỡ hơn chút nào chưa? Đừng lo, tao khỏe lắm. Chỉ là cảm thấy sao mặt lại đau như thế. Có thể là do vừa rồi rơi xuống nước, mặt đập phải đá rồi đó. Đá. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sao mặt của ngươi đỏ như thế? Đỏ sao? Đốt lửa đó. Đốt lửa đương nhiên là phải đỏ rồi. Đưa quần áo cho ta không cho. Mặc quần áo ướt khó chịu lắm đó. Được. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Đây. Ta nhìn ra rồi, vừa rồi đám người đó xông về phía ngươi đúng không? Ngươi và bọn họ có thù gì thế? Bọn chúng ra tay với ngươi tàn nhẫn quá. Khởi bẩm chủ tử, Kiều tướng mã đã về tay rồi. Kiều tướng mã này quả nhiên là thiên tứ thần vật. Nô tài cưỡi nó chỉ mất nửa ngày đã từ Khoa Nhĩ Thấm về đến Đại Kim rồi. Làm tốt lắm, điều dựa vào phúc của chủ tử. Chủ tử là thiên tử hạ phàm, loại thần vật như Kiều tướng mã vốn dĩ chính là thuộc về chủ tử. Nó không thuộc về ta, nó thuộc về đại hãn hiện nay. Dân, đây chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đám bối lạch A-ca đang ở bên ngoài tranh công tìm ngựa, đều không tìm được Kỳ tuấn mã, mà lại bị ngài luôn ở bên cạnh hiếu thuận với phụ thân. Thế không phải chứng tỏ là thiên mệnh sở quy hay sao? Nàng đi chuẩn bị trước đi. Ta phải đi hiến ngựa cho phụ hoàng đây. Thần thiếp đã chuẩn bị xong rồi. Bởi vì thần thiếp biết người có được ngựa nhất định sẽ là ngài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.